ngày 10 tháng 11 năm 1961, báo Nghệ An xuất bản số đầu tiên. Từ đó đến nay đã 58 năm, hàng vạn số báo đã được xuất bản, hàng triệu thông tin được cập nhật nhanh, chính xác đến tay bạn đọc. Sự phát triển không ngừng của báo Nghệ An là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ cán bộ, phóng viên. Bên cạnh đó, không thể không kể đến đóng góp lớn lao của đội ngũ cộng tác viên qua các thời kỳ. Hiện nay, báo Nghệ An có lực lượng cộng tác viên khá hùng hậu với gần 700 người, trong đó đội ngũ cộng tác viên tích cực và thường xuyên trong tỉnh có khoảng 300 người, gần 80 cộng tác viên ngoại tỉnh đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ thực sự trở thành cánh tay nối dài của tờ báo Đảng, có mặt tại nhiều điểm nóng về thời sự xã hội, từ miền biển đến miền núi xa xôi, truyền tải những thông tin đầy ắp hơi thở cuộc sống. Nhiều cộng tác viên lâu năm được tin tưởng giao chuyên mục định kỳ, trở thành cây viết có thương hiệu trong lòng độc giả. Có những cộng tác viên đặc biệt là chuyên gia đầu ngành vẫn luôn dành cho báo Nghệ An sự gắn bó, đồng hành đầy tin cậy. Độc giả yêu mến báo Nghệ An hẳn không thể quên những bài viết hóm hình, sắc sảo của một cây viết có bút danh là Cua Đồng. Anh tên thật là Nguyễn Khắc An, cộng tác viên đã gắn bó với báo Nghệ An hơn 5 năm nay. Mỗi tuần một chữ, câu chuyện cuối tuần, Facebook cuối tuần là những chuyên mục đóng dấu chất Cua Đồng được độc giả gần xa thích thú đón đọc. Khi mà viết cho báo, nhiều người khuyên mình ông nên viết lúc nào ông thích. Mình lại nghĩ khác. Tại sao mình lại viết một lúc hai chuyên mục? Bởi vì đến ngày đó mình phải có bài và mình phải đặt mình vào cái áp lực của công việc. Và như thế mình mới trưởng thành được, mình mới chịu khó được. Và mình cũng tự đặt cho mình một lời hứa. Có một lần mình nói với báo, mà nói thật chứ không phải nói dối, mình nói đây này: tôi viết cho báo Nghệ An năm nay, không phải báo ngày mà trước đó nữa, tất cả các bạn, tôi chưa bao giờ sai hẹn với bạn. Tôi nói như thế là nói ra một sự thật, nhưng tôi nói như thế cũng là tôi đưa ra một cái cam kết tiếp theo đối với báo. Từ mình lại tiếp tục đặt lên áp lực cho mình tự kỷ luật mình. Với tiêu chí nhanh, đúng, trúng, hay, thời gian qua, báo Nghệ An từng bước đẩy mạnh hội tụ trên 4 ấn phẩm, bao gồm nhật báo, báo cuối tuần, báo điện tử và mạng xã hội. Góp phần không nhỏ vào những chuyển động mạnh mẽ ấy là vai trò của các cộng tác viên trẻ tuổi. Nhiệt huyết và giàu sáng tạo, các cộng tác viên trẻ đã chủ động đề xuất nhiều ý tưởng nhằm nâng chất lượng nội dung, hình thức thể hiện thông tin. Họ còn là người khai sinh ra nhiều chuyên mục mới như cộng tác viên Lê Phương Anh với bản tin Chào Buổi Sáng phát đồng thời trên báo Nghệ An điện tử và kênh YouTube báo Nghệ An. Ngày xưa thì tôi đã nghĩ là những người làm báo là chỉ có là những người giỏi văn, có cái khả năng văn học thì mới có thể làm báo được. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu và tiếp xúc thì tôi đã nhận ra đấy là không chỉ là những người có khả năng viết văn mà còn tất cả các cái quá trình làm báo, các cái khâu trong cái nghề báo thì tất cả mọi người chỉ cần là họ có đam mê và họ có tinh thần học hỏi thì họ đều có thể tham gia vào các công đoàn làm báo. Và bản thân tôi thì cũng là một người là làm kỹ thuật và tôi cũng không có khả năng viết văn, nhưng mà bây giờ tôi đang ở đây và tôi cảm thấy là càng ngày tôi càng tìm hiểu và học hỏi được nhiều thứ hơn từ cái nghề báo. Thì tôi tin rằng là tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi, là chỉ cần có đam mê và có tinh thần học hỏi thì đều có thể làm báo. Những năm qua, mảng tin dịch quốc tế của báo Nghệ An cũng ghi nhận nhiều cộng tác viên biên dịch xuất sắc như đội ngũ biên dịch của Đài Tiếng Nói Việt Nam và một số du học sinh Nghệ An tại nước ngoài. Trong đó, Nguyễn Nhật Minh, du học sinh Nghệ An tại Anh Quốc, đã trở thành cộng tác viên thân thiết với báo Nghệ An gần 7 năm nay. Ở bên Anh, khoảng tầm 3 với 4 giờ chiều của mình là từ 8 đến 9 giờ sáng. Khoảng 8 đến 9 giờ sáng thì là lúc đấy bọn em đang thường thường là đang trên đường đi học với cả đi làm. Đấy thì cũng có những cái hôm kỷ niệm rất là đáng nhớ là vào ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần là em cũng có đi học. Thì là buổi sáng là chủ yếu em làm tin, tức là lúc đang trên đường từ nhà ra đến ga tàu điện ngầm ngồi lên xe buýt thì em cũng làm việc bằng điện thoại. Cũng có những cái hôm mà không phải là cứ mình gửi bài là được duyệt luôn, cũng có những lúc cần phải chỉnh sửa, mặc dù vào lớp học thôi nhưng mà mình cũng có việc để bảo thì mình xin phép thầy cô để mình làm sửa chỉnh sửa một chút xong mình quay lại lớp. Thì cái lúc mà mình xin phép thì mình cũng chia sẻ là em đang là cộng tác viên của tờ báo Nghệ An. Đây tờ báo phát ngôn, kênh phát ngôn chính thức của Đảng tại tỉnh mình. Thì thấy cô giáo bên kia rất là họ nghe thấy cái điều họ rất là quý. Họ cũng tạo điều kiện cho mình là cũng kiểu
hỏi thăm và cho mình ra ngoài để mình xử lý công việc xong mình quay lại học tiếp. Lại thì họ cũng thỉnh thoảng hỏi hán tờ báo của mình, họ cũng rất quan tâm về vấn đề chính trị, về vấn đề xã hội ấy. Thì đó cũng là một cái kỷ niệm mà em rất là nhớ. Trong dòng chảy thông tin ngày càng mạnh mẽ, tờ báo Đảng trên quê hương Bác cũng ngày một nỗ lực đổi mới, sáng tạo để bắt nhịp với xu thế. Trong năm 2019, báo Nghệ An đã sản xuất được 358 tờ điện báo, 52 tờ cuối tuần và 4 số báo đặc biệt. Ban biên tập cũng chỉ đạo xây dựng và ban hành bộ quy tắc xuất bản, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân và bộ phận liên quan. Hiện báo in lượng phát hành ổn định hơn 16.000 tờ một kỳ, báo điện tử lượng bạn đọc bình quân 200.000 lượt một ngày, ngày cao điểm lên đến 340.000 lượt, nằm trong top 3 hệ thống báo Đảng địa phương của cả nước. Trên hành trình phát triển của báo Nghệ An, không thể thiếu vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên. Từ trái tim, xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn những người bạn đồng hành.